Chào mừng quý vị đã đến với TAFA, bản tin Hoa Kỳ. Bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay bao gồm những nội dung sau đây. Và đầu tiên, mình xin cập nhật lịch visa của tháng 6 năm 2021. Lịch visa dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa NVC đã xét duyệt xong và đang chờ ngày phỏng vấn. Diện F1, công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh còn độc thân trên 21 tuổi, đã đến ngày 1 tháng 11 năm 2014. Và như vậy là tăng khoảng 2 tuần. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, vẫn ở trạng thái là current. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân trên 21 tuổi, đã đến ngày 22 tháng 8 năm 2015, và như vậy là tăng khoảng 1 tuần. Diện F3, công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh con đã lập gia đình, đã đến ngày 1 tháng 9 năm 2008. Và như vậy là tăng khoảng 1 tuần. Diện F4, công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh anh chị em, đã đến ngày 8 tháng 12 năm 2006. Và như vậy là tăng khoảng 4 tuần. Và tiếp theo là lịch mở hồ sơ của tháng 6 năm 2021. Lịch mở hồ sơ dành cho những hồ sơ đã nhận giấy chấp thuận từ Sở Di trú USCIS và đã được chuyển sang Trung tâm Visa NVC. Và đang chờ Trung tâm NVC cho nộp hồ sơ bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh còn độc thân trên 21 tuổi, đã đến ngày 1 tháng 3 năm 2016, và như vậy là tăng khoảng 22 tuần. Diện F2A, thường trú nhân, bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đã đến ngày 1 tháng 5 năm 2021, và như vậy là tăng khoảng 4 tuần. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân trên 21 tuổi, đã đến ngày 15 tháng 8 năm 2016, và như vậy là tăng khoảng 8 tuần. Diện F3, công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh con đã lập gia đình, đã đến ngày 1 tháng 8 năm 2009, và như vậy là tăng khoảng 7 tuần. Còn diện F4, công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh anh chị em, thì đến ngày 1 tháng 10 năm 2007, và như vậy vẫn đang ở trạng thái là đứng yên. Và như vậy là quý vị có thể thấy đối với lịch visa của tháng 6 năm 2021 thì diện F4 là tăng nhiều nhất, tăng khoảng 4 tuần. Kế đến là diện F1 tăng 2 tuần và diện F2B, diện F3 là tăng khoảng 1 tuần. Còn đối với lịch mở hồ sơ của tháng 6 năm 2021 thì tăng nhiều nhất đó là diện F1 tăng đến 22 tuần. Kế đến là diện F2B tăng 8 tuần, diện F3 tăng 7 tuần và diện F2A là tăng 4 tuần. Trong khi đó diện F4 thì lại ở trạng thái là đứng yên. Và đó là một vài thông tin mình muốn cập nhật với quý vị trong video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để giúp kênh phát triển. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé.